Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. À, hôm nay mình sẽ làm một cái video clip uh, tiếp theo dành cho series Webpath for newbie. Cụ thể chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là đi tìm hiểu về các sĩ quan và có lẽ là đây là cái mạch chính cho các cái video clip tiếp theo của mình liên quan đến cái nội dung là Webpath for newbie đúng chất của newbie. Yeah. Rồi đầu tiên là cái sĩ quan đầu tiên mà mình chọn trong khởi đầu của cái chuỗi series này đấy chính là Percy. Percy là một cái sĩ quan mà nữ mà có lẽ rằng là chúng ta và người chơi tất cả những người chơi có thể nhận được và nâng bộ skill của nó có thể full kỹ năng một cách sớm nhất có thể và Percy là một cái sĩ quan mà có lẽ là nó phù hợp với rất nhiều lối chơi rất đa dạng và rất dễ dùng phù hợp với rất nhiều phong cách và có lẽ rằng là nó là một cái sĩ quan rất đa dụng và anh em newbie có lẽ rằng chúng ta cũng không nên bỏ qua cái sĩ quan này rồi trước tiên là cái cách nhận được cái sĩ quan này thì có lẽ là anh em làm nhiệm vụ ở trong game thì sẽ cho mở khóa Percy và cái thứ hai là chúng ta chỉ việc nâng một sĩ quan lên level 60 thì sẽ được nhận tượng Percy, chúng ta được nhận free, không mất cái gì cả. Chỉ có điều là chúng ta phải nâng một cái con sĩ quan lên level 60. Cái thứ hai là về bộ kỹ năng thì mình sẽ điểm qua bốn cái kỹ năng chính của Percy. Cái kỹ năng đầu tiên là liên quan đến việc là gây sát thương, là hệ số sát thương là 1200. Đấy, sau khi mà chúng ta có khả năng unlock được bốn cái kỹ năng lên level 5 thì nó sẽ unlock được cho chúng ta cái ultimate mình gọi là ultimate hỏa lực tiền tuyến. À, thì bộ cường hóa hồi sinh thì chúng ta sẽ có thêm một cái dòng là cộng thêm cho các đơn vị đồng minh trong hai ô lưới của bản đồ nhận được thêm 8% hỏa lực trong 8 giây hai ô lưới có nghĩa là như thế nào? Để ví dụ như ở đây, mình lắp Percy cho SH thì hai ô lưới nó sẽ tính ở đây này, đấy xung quanh này này. Đấy, hai ô lưới đúng không? Ví dụ là kỹ năng nó đang tướng được triển khai ở đây thì nó sẽ hai ô lưới nó sẽ là xung quanh này. Đó, là búp xung quanh này. Những đơn vị nào nằm trong cái vòng xung quanh này là đều được nhận hiệu ứng búp 8%. nhé Đấy là cái kỹ năng thứ nhất. À, kỹ kỹ năng thứ hai là cộng sát thương sát thương binh lính khi mà chúng ta đồn trú à, đang ở trạng thái đồn trú thì Percy nó sẽ cho giúp cho cái đơn vị đó được thêm 25 sát thương kỹ năng thứ ba là cộng về độ bền độ bền à, tăng độ bền lên 20 và kỹ năng thứ tư là kháng sát thương nổ lên 50 phần thế thì nhìn cái bộ kỹ năng này nó cực kỳ tốt cực kỳ tốt ở đây là mình nói rằng là nó phù hợp với rất nhiều đơn vị anh em có thể triển khai Percy cho bộ binh, có thể triển khai Percy cho SH hoặc là các đơn vị tăng cơ, hoặc là có thể triển khai Percy cho các đơn vị đam dealer, đam dealer hoặc là các đơn vị về pháo binh đều ừ. ổn cả, bởi vì là nó cực kỳ tốt. Cái tốt thứ nhất là nó bút về nó có cái chỉ số sát thương của skill của của, của kỹ năng là 1200 là rất lớn. Cái thứ hai là nó có khả năng búp hỏa lực lên 8% trong 8 giây. Đó. Cái thứ ba là cái skill ma lực hấp dẫn nó cộng thêm độ bền lên đến 20% độ bền. Mà cộng đến độ bền này thì ví dụ như là chúng ta cộng cho SH đã trâu lại còn chờ càng trâu đúng không? Pháo mà có thêm về độ bền thì càng trâu hơn. Đó. bộ binh hoặc là các xe tăng khác cộng độ bền thì không bao giờ là thừa cả. Rồi kháng sát thương nổ, kháng sát thương nổ này thì đối với những đơn vị mà chúng ta có nhiều unit à, những đơn vị mà chúng ta có nhiều nhiều unit ví dụ như là à, SH thì có 4 này, đó. À, cái con H cái con H Mỹ này của mình có 5 này, Đấy. rồi là diệt tăng thì có 6 này, pháo này có 6 này, bộ binh thì nó có nhiều hơn, bộ binh hình như là có 24. Đó, 24 unit đứng ở đây. Thế thì khi mà nổ, đạn nổ là đạn từ pháo chẳng hạn hoặc là các cái xe tăng khác có chức năng đạn nổ chẳng hạn nó bắn vào một đơn vị ví dụ là bắn vòng con SH này thì nó có tầm nổ đấy, tầm nổ nảy sang các cái đơn vị xung quanh thế thì cái kháng sát thương nổ nó sẽ kháng cái phần nảy sang xung quanh đó được thì là kháng 50% là cực kỳ tốt được. cực kỳ cao nhé đấy thì nhìn cái bộ skill này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái con Percy là một cái sĩ quan cực kỳ linh hoạt anh em có thể triển khai được rất nhiều rất nhiều nhiều nhiều, nhiều tình huống được rồi cái phần thứ ba có lẽ rằng là về cái quá trình mà chúng ta nâng cấp bộ kỹ năng thì cái khuyến cáo của mình khi anh em nâng cấp kỹ năng thì chúng ta ưu tiên mắc kỹ năng một trước sau đó là đến kỹ năng thứ ba cộng về độ bền nhá và cái kỹ năng thứ tư cộng về kháng sát thương nổ cuối cùng là kỹ năng số 2 sát thương binh lính khi đồn trú cái đồn trú này thì mình không đánh giá cao lắm bởi vì là ở những cái bản cập nhật gần đây thì cái vấn đề đồn trú chú chúng ta sẽ không được uh, nhiều ưu tiên Đấy, Bởi vì Chúng ta đồn trú chú chúng ta chỉ có 10 đến 15 20 giây để chúng ta uh, Trụ lại thôi thì cái việc sát thương đồn trú thì mình không đánh giá cao lắm Ở trong các cái bản cập nhật gần đây Thì sau khi anh em full 4 kỹ năng thì chúng ta sẽ được active cái ultimate Thì chúng ta sẽ được cái thêm phần buff cho đồng minh 8% Cái này cực kỳ tốt Do đó là có lẽ rằng là một cái lời khuyên được dành cho anh em ở đây là Percy là một kỹ năng mà chúng ta à một sĩ quan mà có lẽ chúng ta lên đầu tư ngay ở giai đoạn đầu của game. Đấy. Đối với những anh em nông dân, đối với những anh em cày chay thì có lẽ là Percy là một kỹ năng à là là một cái sĩ quan cực kỳ tốt Đấy, để chúng ta có thể lựa chọn. Và phần cuối cùng có lẽ là triển khai Percy ở vị trí nào? Có lẽ là Uh, đối với Percy thì mình khuyến khích là anh em triển khai cho một đơn vị mà phát động tấn công trước nhất có thể cụ thể ở đây ví dụ như mình đang để là anh em đang, đang nhìn thấy là mình đưa Percy cho SH Đấy, chỉ huy đơn vị SH tại sao lại như vậy bởi vì như anh em hình dung là khi mà chúng ta tấn công kẻ địch ở trên bản đồ hay là đi công nhà hoặc là đi diệt hắc quạ thôi cũng cũng thế thôi thì anh em sẽ có cái ưu tiên anh em sẽ có cái việc là đưa cái đơn vị mà mình phải chịu đam tấn công trước đó công nhà cũng thế anh em thông thường sẽ đưa sh tấn công trước hoặc là đi đến hắc quạ cũng thế để giảm thiểu thiệt hại anh em sẽ đưa sh tấn công trước đó thế thì sẽ triển khai vào đơn vị mà phát động tấn công trước để làm gì ạ thì thông thường anh em sẽ dùng sh hoặc là dùng các đơn vị mà có độ trâu trâu trâu, trâu bò tấn công trước ví dụ bộ binh ở trạng thái lô cốt chẳng hạn đó. tấn công trước thì khi mà chúng ta tấn công trước thì chúng ta sẽ để ý rằng là cái cái vạch cái vạch kỹ năng này này đấy, nó sẽ đầy trước và khi nó đầy trước thì cái Percy nó sẽ đó nó sẽ bút trước, Đúng không? anh em nhìn thấy nó sẽ nổ cái 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 cái, cái vòng nổ của nó sẽ nổ trước và khi nó nổ như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó sẽ bút đam cho những đơn vị còn lại ví dụ như năm đơn vị của mình đang ở đây thì bút thêm 8% hỏa lực là ví dụ pháo được bút thêm 8% hỏa lực cực kỳ lớn xe tăng rồi là triệt tăng được búp 8% hỏa lực đúng không? Còn nếu như mà anh em để nó là vị tướng phụ chẳng hạn hoặc là triển khai cho những cái đơn vị xe khác thì cũng không sao cả, không vấn đề cả, mình chỉ chậm khoảng độ một vài giây thôi. Đấy, mình chỉ chậm một vài giây thì cái đấy điều đó có lẽ là nhiều trong nhiều tình huống thì mình cũng có thể du di nhưng nếu như chỉ có một mình anh em thì để phát huy được hiệu quả tối đa cái bộ kỹ năng của Percy thì mình khuyến khích anh em để Percy là tướng chính nhá. Bởi vì sao? Bởi vì đầu game anh em đã ưu tiên nâng Percy lên level 60 và Percy là một con có khả năng được mắc skill lớn nhất, sớm nhất. Đó. Thì đưa Percy là tướng chính và đưa Percy cho một cái đơn vị mà phát động tấn công trước để cái bộ skill của Percy nó được nó được tác động đến các đơn vị còn lại sớm nhất có thể. Đó. Đó, đấy thì đấy là toàn bộ những cái nội dung của mình mà mong muốn chia sẻ đến những anh em newbie chúng ta còn đang cân nhắc những vấn đề về sĩ quan thì Percy là một trong những sĩ quan mà chúng ta à, có thể đầu tư đầu tư ở đây chỉ là đầu tư về level cho nó thôi còn lại là chúng ta sẽ triển khai và sắp xếp rồi lắp đặt nó làm sao cho hợp lý OK rồi có lẽ là clip của mình cũng đã dài mình xin phép tạm dừng tại đây nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi gì thì chúng ta hãy để lại ở phần comment xin anh em nếu như anh em thấy clip hay thì có thể uh, like, share cái video clip, video clip này. Rồi có lẽ là hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau. Goodbye.